Trang tin quân sự World Directory of Modern Military Warships, WDMMW, vừa công bố bảng xếp hạng 25 lực lượng hải quân mạnh nhất trên thế giới, trong đó Đông Nam Á có 3 đại diện. Theo Business Insider, có 3 trên 25 đại diện đến từ các quốc gia Đông Nam Á, cụ thể là Indonesia, hạng 4, Thái Lan, hạng 21, và Singapore, hạng 24. Hạng 4, Indonesia. Hải quân Indonesia là đại diện Đông Nam Á, có thứ hạng cao nhất trong bảng tổng sắp với 243 phương tiện hải quân các loại, bao gồm 4 tàu ngầm, 7 tàu hộ tống, 25 tàu hộ vệ, 9 tàu chiến giả mìn, 168 tàu tuần tra xa bờ và 30 tàu đổ bộ. Tuy nhiên, hải quân nước này không sở hữu tàu sân bay, tàu tuần dương hay tàu khu trục. Hải quân Indonesia được đánh giá là có nguồn lực được phân bổ đều ở mức trung bình. Tuổi trung vị của thân tàu Indonesia là 21,8 năm. Hạng 21, Thái Lan. Thái Lan là đại diện thứ hai của Đông Nam Á, có mặt trong bảng xếp hạng này. Tính đến tháng 1 năm 2023, Hải quân Thái Lan có 86 phương tiện phục vụ trong biên chế, cụ thể gồm 1 trực thăng vận chuyển, 4 tàu khu trục, 7 tàu hộ tống, 6 tàu hộ vệ nhẹ, 5 tàu chiến giả mìn, 51 tàu tuần tra xa bờ và 12 tàu đổ bộ. Thái Lan hiện chưa sở hữu tàu ngầm, tuy nhiên quân đội nước này đang làm việc với phía Trung Quốc và có thể đặt mua trong tương lai. Lực lượng Hải quân Thái Lan cũng không có tàu tuần dương. Hải quân Thái Lan được đánh giá là có mức độ phân bổ nguồn lực trung bình. Tuổi trung vị các thân tàu Thái Lan là 25,6 năm. Hạng 24, Singapore. Singapore xếp vị trí thứ 24. Tính đến tháng 11 năm 2022, lực lượng hải quân nước này có tổng cộng 37 phương tiện, gồm 5 tàu ngầm, 6 tàu khu trục nhỏ, 6 tàu hộ tống, 4 tàu chiến chống mìn, 12 tàu tuần tra xa bờ và tàu tấn công đổ bộ. Tuy nhiên, Singapore không sở hữu tàu sân bay, tàu khu trục hay tàu tuần dương. WDMMW đánh giá, mức độ phân bố lực lượng của Hải quân Singapore nằm ở ngưỡng trung bình. Tuổi thọ trung vị của thân tàu của Singapore là 19,2 năm. Đứng đầu trong danh sách năm nay là Mỹ, vốn là đại diện có lực lượng hải quân mạnh nhất đã được biết đến từ lâu. Ở vị trí thứ 2 và 3 lần lượt là Trung Quốc và Nga. WDMMW là bảng xếp hạng được cập nhật mỗi năm. Theo đó, kết quả phụ thuộc vào hệ số tiêu chí đánh giá như số lượng tàu chiến và tàu ngầm, tuổi đời của hạm đội đó, khả năng hỗ trợ hậu cần, cũng như năng lực tấn công và phòng thủ. Ngoài ra, bảng xếp hạng cũng xét đến sự cân bằng và tương quan của các loại trang thiết bị quốc gia đó đang sở hữu. Theo Thanh Niên, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.